Cô xin chào tất cả các con học sinh khối lớp 4. Cô rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với các con trong tiết tin học ngày hôm nay. Như vậy, các con đã học xong chủ đề 1 của môn tin học lớp 4. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bước sang chủ đề 2 của môn tin học lớp 4, đó là chủ đề em tập vẽ. Cô xin mời các con hãy mở sách giáo khoa trang 33 để chúng ta cùng bước vào chủ đề 2. Trong chủ đề 2, chúng ta sẽ ôn tập một số kỹ thuật vẽ hình đã học ở lớp 3. Các con sẽ biết cách xoay hình, viết chữ lên hình, biết một số chức năng khác trong thẻ view, biết cách chỉnh sửa, kích thước trang vẽ, biết cách sử dụng công cụ sao chép màu để sao chép màu từ bức tranh có sẵn. Ngoài ra, các con sẽ vận dụng kiến thức để vẽ các bức tranh, thiệp chúc mừng theo chủ đề tùy chọn. Còn bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ đi vào bài số 1, những gì em đã biết. Ở bài số 1 này, các con sẽ ôn tập các kiến thức, kỹ năng đã học về cách vẽ hình cơ bản, chỉnh sửa, tô màu cho hình vẽ, lưu bài, vẽ vào máy tính và mở bài vẽ đã lưu để chỉnh sửa. Trước hết, cô trò chúng ta sẽ cùng đi vào phần 1, trao đổi với bạn, nối theo mẫu. Như vậy, cô có mẫu ở đây là tô màu thì nối vào công cụ tô màu. Còn các cái nối tiếp theo, chúng ta sẽ quan sát và nhớ lại rồi thực hiện nối cho cô. Các con hãy đối chiếu đáp án của mình với đáp án của cô. Như vậy, cô rất khen những bạn chúng ta đã thực hiện đúng các cái thao tác của phần số 1. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục sang phần số 2. Các con hãy vẽ hình rồi tô màu theo mẫu. Lưu bài vẽ có tên lần lượt là bài vẽ 1 và bài vẽ 2 vào thư mục của các con ở trên máy tính. Phần mềm Pen, cô sẽ chọn công cụ vẽ hình chữ nhật, chọn kích thước nét vẽ sao cho vẫn phù hợp. Ở đây thì cái đèn tín hiệu giao thông này, chúng ta sẽ sử dụng hai cái hình chữ nhật, một hình to và một hình nhỏ. Sau đó thì cô thực hiện tô màu nền. Tiếp theo thì cô sẽ chọn màu để chúng ta sẽ vẽ cái đèn giao thông màu đỏ. Ở đây chúng ta sẽ lưu ý cho cô là gì? Cái đèn giao thông này có cái đường viền là màu đen, còn màu nền mới là màu đỏ. Do đó KL1 ở đây chúng ta sẽ phải chọn cho cô giáo là màu đen. Sau đó cô sẽ thực hiện việc sao chép để đảm bảo là gì? Chúng ta sẽ có ba cái hình chữ nhật, ba cái hình tròn bằng nhau. Cô sử dụng công cụ chọn vẽ đường bao quanh hình tròn thứ nhất. Chọn nút copy, chuột phải copy, rồi là cô sẽ chuột phải paste, cô sẽ kéo tiếp đến cái hình thứ hai và hình thứ ba. Tiếp theo thì cô sẽ tiến hành tô màu vàng và màu xanh cho đèn thứ hai, đèn vàng, và đèn thứ ba là đèn xanh. Bước tiếp theo thì cô sẽ sử dụng công cụ hình chữ nhật để vẽ cái cột biển báo. Chúng
chúng ta có thể thực hiện căn chỉnh di chuyển khi mà chúng ta chưa khi mà chúng ta thực hiện thao tác kéo thả chuột và chúng ta chưa nháy chuột sang vùng trang giấy trắng, thì khi đó chúng ta còn có thể di chuyển được. Cô sẽ lưu bài vẽ này, file save as, chọn vị trí để lưu. Ở đây là cô sẽ lưu tại ổ đĩa D. Cô sẽ tạo ra một cái thư mục mang tên là tập vẽ. Và bài này là bài vẽ 1. Tiếp theo thì cô sẽ chọn file new để chúng ta chuyển sang bài vẽ thứ 2. Với bài vẽ cánh diều, cô sẽ sử dụng công cụ ở đây là công cụ vẽ hình tam giác. Vì là trong cái hình mẫu nó không có cái hình không có cái hình tam giác mà có cái đỉnh quay xuống dưới, cho nên là ở phía dưới của cánh diều thì cô sẽ sử dụng công cụ đường thẳng để cô vẽ. Tiếp theo thì cái đuôi diều nó cô sẽ dùng đường cong. Ở đây thì chúng ta cũng lưu ý cho cô là không nhất thiết là mình phải tạo cái độ cong, cái hình dáng cong y xì như trong sách giáo khoa các bạn nhé. Chúng ta chỉ miễn sao là chúng ta sẽ sử dụng công cụ đường cong để cho cái đuôi diều nó được mềm mại, chứ chúng ta không dùng công cụ đường thẳng để vẽ đuôi diều. Và cô dùng tiếp công cụ đường thẳng để cô vẽ những cái nơ trang trí ở trên đuôi diều. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể là vẽ một cái hình giống như mẫu, màu sắc như mẫu. Nhưng mà bạn nào giỏi thì có thể vẽ cho cô những cái hình với những cái trang trí khác đi cũng được. Các bạn của mình. Cô lưu bài vẽ này thành bài vẽ 2. Chúng ta sang yêu cầu thứ 3 là đổi tên bài vẽ. Như vậy là cô nháy chuột phải vào các cái tẹp này và chọn rename. Đó, rất nhanh, cô có thể thực hiện ngay ở trên cái cửa sổ của phần mềm Paint cũng được, chứ không nhất thiết là cô phải thoát ra ngoài thư mục mới có thể thay đổi được các bạn nhé. Đây chính là một cái điểm mà các bạn có thể ghi nhớ lại cho cô giáo. Tiếp theo thì các bạn sẽ mở cho cô giờ thì cô giáo sẽ thực hiện làm vẽ cái ô tô thêm vào cái bên cạnh của cái đèn giao thông. Trước hết là cô sẽ sử dụng công cụ hình chữ nhật để vẽ ô tô. Cô chọn màu vẽ khác đi nha. Nữa đây cô sẽ chọn màu xanh. Đó, cô sẽ vẽ một chiếc ô tô tải. Sau đó thì đây là cô đã vẽ cái phần thân xe. Tiếp theo cô vẽ bánh xe. Bánh xe cô sẽ chọn màu đen. Tiếp theo vẽ cái bánh xe thứ hai.
theo. Đấy, phần đầu xe cô có thể thay đổi màu sắc một chút cho cái đầu xe chẳng hạn. Đây thì cô sẽ sử dụng một cái công cụ khác để vẽ. Cô sẽ sử dụng công cụ đường gấp khúc để vẽ. Đấy, trước hết là chọn công cụ này. Như vậy là cô đã hoàn thành xong cái ô tô. Các bạn có thể trang trí tô màu thêm lên cho cái ô tô của mình cho nó phong phú, sinh động. Và cô sẽ thực hiện lưu bài vẽ này lại. Như vậy là chúng ta chỉ việc lưu lên cái tệp đèn giao thông đã có sẵn rồi, thì các con sẽ chỉ việc nhấn vào nút có biểu tượng là cái đĩa mềm ở đây, hoặc là các bạn nháy ở trên bàn phím phím đổ phím Ctrl S gì. Tiếp theo thì cô sẽ sang đến bài con diều. Ở bài con diều này thì sử dụng công cụ sao chép để thành nhiều con diều khác, thêm mặt trời, thêm đám mây và tô màu để bức tranh sinh động hơn. Trước hết là cô sẽ dùng công cụ sao chép đã. Ta sẽ vẽ đường bao quanh con diều. Copy. Đấy. Đó. À, cô có thể thay đổi cái kích thước của nó vẽ đi. Tiếp theo thì cô sẽ đổi màu của các cái con diều này trước nhé. Ví dụ như là cái này cô sẽ chọn cho màu đỏ. Đó, chúng ta có thể nó không đổi hết màu các bạn. Cô sẽ vẽ thêm mặt trời. Mặt trời thì có màu đỏ. Thêm nắng vàng. Thì những đám mây thì mình có thể lấy hình mẫu đám mây ở đây. Mình sẽ đổi cho cô màu của đám mây đi nhé. Đó, màu này thôi. Cô sẽ tẩy đi cái phần thừa đường trong cái đám mây này. Chúng ta sẽ có thể sao chép cái đám mây này từ một đám mây thành nhiều đám mây. Đó. Con sẽ cho những cái đám mây này bé lại thôi.
thêm nền cho cái bầu trời này. Đó. Vậy là chúng ta có một cái bức tranh mới. Và chúng ta thực hiện đổi lại. Như vậy là các con đã làm xong phần bài vẽ của mình. Bây giờ chúng ta cùng sang phần B, hoạt động ứng dụng mở rộng. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 35, so sánh điểm giống nhau và khác nhau của công cụ vẽ đường gấp khúc và công cụ đường thẳng. Rồi các con hãy điền vào bảng ở trang 35 giúp cô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang cho cô phần trò chơi ai nhanh ai đúng. Câu số 1. Trong các công cụ dưới đây, công cụ nào dùng để vẽ đoạn thẳng? À, đáp án đúng của cô là đáp án A. Cô chúc mừng các con đã trả lời đúng. Câu số 2. Để mở bài vẽ đã được lưu, em dùng nút lệnh nào dưới đây? Như vậy, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Cô xin chúc mừng các con đã trả lời chính xác câu hỏi này. Câu hỏi số 3. Để sao chép hình, em nhấn giữ phím nào sau đây? A. Phím Shift, B. Phím Control, C. Phím Enter và D. Phím Caps Lock. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Chúc mừng các con rất giỏi! Câu số 4. Để đổi tên tệp, bạn chọn mục nào dưới đây? A. Copy, B. Paste, C. Delete và D. Rename. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Rename. Cô xin chúc mừng tất cả các con đã trả lời đúng. Qua bài học ngày hôm nay, các con cần ghi nhớ cho cô lưu bài vẽ trước khi đóng chương trình Paint hoặc tắt máy. Công cụ đường gấp khúc để vẽ đường gấp khúc. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô